Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu mình mới về được cái đầu CD có model là Denon DCD 1500SE. Đây là đầu CD cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng pha tím hồng. Model 1500SE là đầu CD cao cấp vừa có chức năng đọc đĩa CD, SACD. Các bạn có thể chơi được USB ngõ trước hoặc các bạn kết nối với các thiết bị iPhone, iPad, các bạn đưa tín hiệu vào cái đầu CD này, up tín hiệu lên đến band AL32 Precision, ta up lên tín hiệu lên đến 32 bit cũng rất ăn chơi. Cái đầu CD 1500SE thì đọc được nhiều dòng định dạng đĩa khác nhau, từ đĩa lòng xanh, lòng trắng, lòng vàng gì để đọc tốt, đặc biệt con mình về mắt còn rất tốt. Và nó có đọc những dòng đĩa SACD, tức là những dòng đĩa chất lượng cao, được sản xuất vào năm 2010, kéo dài cho tới năm 2012, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 30W. Dòng này với kích thước chiều ngang 43,4cm, đúng size chuẩn Denon, cao 13,8cm và hậu sâu 35cm nghe các bạn. Chất âm của đầu CD Denon 1500SE thì nó cân bằng 3 dải, cũng rất ấm áp, phù hợp với những dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng, những dòng nhạc chiếc tấu du dương. Các bạn cũng có thể nghe được những dòng nhạc đời mới, những dòng nhạc trẻ non top remix gì đó thì nó đều thiện rất tốt nghe các bạn. Rồi mình quay cho các bạn máy về, bao gồm một cái khiển zin, các bạn có thể chỉnh full chức năng cái khiển, các bạn tắt đóng mở khay đĩa play bài nét bài đầy đủ nghe các bạn, và khay đĩa của nó còn rất êm ái và còn rất mới các bạn. Tất cả còn nguyên sinh nguyên bản, cạnh nó cũng còn rất đẹp nha bạn, không thể xước. Bên trái của nó tất cả là cũng không tề bến. Cái vỏ của nó được sơn một lớp tĩnh điện rất dày các bạn, rồi giống cảm giác như nhựa, rất là láng tay. Và đây là đường analog out, đường digital out thì có đường đồng tục, được cáp quang, thông tin Denon DCD 1500SE AC 100V là 30W, số series 2684, được sản xuất vào năm 2010 và made in Japan, sản xuất tại Nhật. Dây nguồn zin và dây nguồn rời. Rồi sau đây mình test mắc cho các bạn xem, mình cho bài số 2 đi. Mình cho bài 8 nha các bạn. Và đặc biệt con này nó đọc đĩa còn rất nhanh nghe bạn. Mình cho bài cuối cùng, bài 10 luôn. Boom tay đọc lên bàn ha. Bài 5. Rồi, rất tốt các bạn. Ở đây nút nguồn, nút phone level, display, full direct, các bạn có thể tắt màn hình nghe mọc. Ở đây nút play, tạm dừng, lui bài tới bài, đóng mở cái đĩa. Các bạn chức năng giải mã thì các bạn ấn nút này thì chức năng giải mã đường USB ha. Còn nếu các bạn bật đĩa thì bạn chuyển lại. Rất đẹp, cạnh rồi là các bạn như là màu rất mới các bạn, màu rất đẹp. Rồi sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem. Các bạn chờ mình trong giây lát. Dòng này được sản xuất đời mới, một trong những dòng đời mới này, không có điểm gì chê trách ra. Đó, nhìn vào và nó thật là ngọn lúc mới, bao gồm một khay đĩa nhằm chính giữa, khay đĩa rất êm ái ha, rất cao cấp. Đó, một tầng phô rất to, ở đây một tầng phô phụ của hai cầu dừa bảo vệ muôn, góc ngắt sườn sắc ra trắng phao như mới luôn, không một tí bụi nha bạn. Tầng phô trên nó có một lớp keo chống giật nè, nó còn bụi thôi để mình quét các bạn. Rất đẹp các bạn. Đó. Trong này mình nhận con chip chạy mạng 32 bit này các bạn. Đó. Ở đây nhận con chip lọc. Đây hai tụ lọc nguồn rất to luôn. Cơ rất êm ái. Sườn sắc bên phải ha các bạn, sườn sắc bên trái ha. Rồi.
dòng này thì chạy được hai con chip giải mã này bạn, một cặp chip giải mã này bạn. Con chip giải mã này là PCM 1791 nha các bạn, được sử dụng trên những đầu CD cao cấp của hãng Denon đó các bạn, rất ngang nắp, rất mới luôn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Mình đang ghép cái con ampli có model là Marantz PM16. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn cái đầu CD có model là Denon DCD 1500SE, hàng đấu giá về tất cả còn nguyên zin nguyên bản và con này mắt đọc rất tốt. Đây là đầu CD cao cấp có chức năng đọc đĩa CD, SACD, USB ngõ trước, hoặc các bạn kết nối trực tiếp từ iPhone, iPad, các bạn chơi nhạc cũng rất là hay. Và đặc biệt cái giá mình bán ra rất tốt, chỉ là 7.500.000 đồng, mình báo ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào thanh toán code mình không có ship dành cho một con CD ở trong nội thất, các bạn không có đi chê luôn, rất mới. Máy bán ra bao gồm một sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.